Quang xin chào quý vị và các bạn ha. Thị trường bất động sản là lúc này nhìn chung là cũng đang là đi ngang đó. Nhiều chỗ cũng trầm lắng, một số hiếm chỗ thì nó cũng hơi khá khá thôi. Còn đa số các nơi ở thị trường ở cả nước thay vào khoảng tháng 9, tháng 10, 2019 nay thị trường nó khá là trầm lắng và đi ngang. Những nhân dịp này là Quang cũng sẽ chia sẻ các cái hướng đi, mà trong đó là có khoảng 8 cái trường hợp, 8 cái hướng đi dành cho dân môi giới bất động sản và dân kinh doanh mua bán bất động sản nói chung, mà đặc biệt chủ yếu là dân môi giới bất động sản sẽ có những cái hướng đi gì, làm gì trong những cái giai đoạn mà thị trường bất động sản trầm lắng, hoặc là thậm chí là có những lúc đóng băng luôn nữa, thì cũng có thể áp dụng những cái hướng đi này, biết đâu nó sẽ là những cái ý tưởng gợi mở cho một ai đó làm trong bất động sản trong cái giai đoạn này. Cái hướng đi thứ nhất các bạn, câu trả lời rất đơn giản, đó là qua nghề khác làm. Qua nghề khác làm thì cái chuyện này là cũng có rất nhiều người là chọn theo cái phương án này. Ví dụ như dân môi giới bất động sản thì thường con thấy là qua những ngành nghề khác làm có rất nhiều, bất kể những ngành nghề nào thôi, mà trong đó một số bạn bè quan có biết như là qua bên ngành bên xây dựng làm chẳng hạn, hoặc là mở quán cà phê, quán tiệm quần áo thời trang, nhà hàng vật liệu xây dựng đó, nhận thầu xây dựng chẳng hạn đó, tùy theo ngành nghề của mỗi người. Có những bạn học bên điện tử thì qua bên ngành buôn bán bên đồ điện tử làm, có những bạn làm bên tin học thì làm bên mảng tin học thì không làm bất động sản nữa. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó, đó là có những người đó là không bỏ hẳn qua nghề khác làm mà là làm thêm nghề khác, tức là vẫn làm môi giới bất động sản nhưng mà làm thêm nghề khác, ví dụ như là làm shop thời trang, vừa làm bất động sản vừa làm quán cà phê, quán ăn uống, nhà hàng, ví dụ như vậy. Cái chuyện này cũng rất là thực tế, rất là phổ biến. Hai cách này là người ta làm để mà kiếm thêm thu nhập, để đảm bảo là tại vì không có kiếm được thu nhập trong nghề môi giới bất động sản cho nên là buộc phải làm cái gì đó để kiếm tiền thôi, thì qua nghề khác hoặc là làm thêm một cái việc khác vậy đó. Phản ứng làm sao với cái nghề vào lúc này thì cũng có một bộ phận rất nhiều người đó là cứ làm cầm chừng thôi, dạng như cứ cũng cà phê cà pháo rồi nói chuyện này chuyện kia các thứ, nhưng mà nói chuyện công việc thì nhiều khi ít, mà nói chuyện linh tinh thì hơi nhiều, cũng làm cầm chừng đối phó làm ấy thôi, chứ nói chung kết quả gần như không có, mà không có nghĩ gì hay là cũng không có làm gì cả. Nếu mà trường hợp theo như làm theo kiểu như trường hợp thứ một, thứ hai và thứ ba thì qua nghề khác làm hoặc là làm thêm nghề khác thì thường nó sẽ không có giúp cho mình phát triển trong cái công việc môi giới và mua bán bất động sản được các bạn. Tại vì nhiều người sẽ bị dành nhiều thời gian và tâm trí cho cái việc khác đó, thì không thể nào làm cho nghề bất động sản được. Đương nhiên cũng có những người cũng còn máu nhiều, còn chú ý nhiều, còn làm được. Còn có những nhiều người là gần như bỏ bê cái nghề bất động sản luôn thì sẽ không phát triển theo cái công việc môi giới bất động sản này được, không có phát triển lâu dài được, mà hoặc là làm cầm chừng, làm cầm chừng làm cho có thôi, cũng không có biết làm sao thì cũng sẽ khó mà phát triển cái công việc này lâu dài được các bạn. Có thể xem như là dậm chân hoặc đi thụt lùi. Nếu mà những bạn nào, những anh chị và các bạn nào mà có muốn làm tiếp tục trong nghề bất động sản vào cái lúc mà giai đoạn mà nó chững chững đi ngang nó cũng khó khăn mà vẫn muốn lăn lộn tiếp, thì có thể là nghiên cứu thêm cái phương án thứ tư, đó là có thể qua một cái công ty. Nếu mà bạn làm nhân viên môi giới, nhân viên bán hàng, bạn có thể qua một cái công ty bất động sản nào đó có cái sản phẩm tốt hơn hoặc là có cái điều kiện tốt hơn chẳng hạn vậy. Trường hợp này thì thật ra thì cũng thực tế đúng không bạn, nói không phải đổ thừa, chứ thật ra có nhiều trường hợp đó là mấy anh chị đang ở công ty có sản phẩm rất hạn chế, có những cái điều kiện rất hạn chế để mà bán hàng, rồi sản phẩm thì có rất nhiều thiếu sót, có rất nhiều hạn chế như pháp lý, như là vị trí đồ vân vân các thứ, rất là nhiều điều kiện thiếu, rất là khó để mà bán cái sản phẩm đó. Cái đó chúng ta phải thừa nhận như thế, thì chúng ta có thể qua một công ty khác mà có cái sản phẩm tốt hơn, có thể là có một cái thương hiệu tốt hơn để dễ bán hàng hơn chẳng hạn như vậy. Cái này là nó rất thực tế các bạn. Có nhiều công ty bây giờ là ở những công ty đó là khó bán và không được, nhưng mà có những công ty là vẫn bán được ồn ào. Những công ty lớn mình nói ví dụ các bạn, như ví dụ như là sản phẩm của Vingroup chẳng hạn vậy, giờ họ bán VinCity như ở Gia Lâm với lại VinCity quận 9
mà họ đặt tên là Grand Bắc gì đó, có hàng ngàn người quảng cáo cho sản phẩm của họ và có rất nhiều người chú ý tới mà đầu tư một cái dự án, một cái khu đồ sộ như vậy, có rất là nhiều điều lý do để mà thu hút khách hàng muốn mua những cái sản phẩm đó và khách hàng tìm săn tìm tới cái sản phẩm đó, tìm tới cái người bán hàng để mà kiếm hàng cho họ để mà họ mua luôn nữa đó. Tới mức như vậy luôn, bất chấp thị trường nó ra làm sao thì cái đó cũng là một cái thực tế các bạn. Nhưng mà nếu mà làm theo cái con đường như thế thì các bạn phải có chịu một cái đánh đổi, đó là có thể là nó sẽ đi theo khác với lại cái nhóm sản phẩm, khác với lại cái sở trường hoặc là cái mục tiêu sản phẩm mà các bạn muốn theo đuổi lâu dài. Ví dụ như các bạn muốn mua bán chuyên biệt thự hoặc biệt thự nghỉ dưỡng biển chẳng hạn vậy, thì giờ bạn đã đổi qua bán cái sản phẩm của căn hộ hoặc là nhà phố trong cái khu ở đô thị như vậy thì nó khác khá nhiều. Hoặc là các bạn muốn đi theo con đường đất nền, chuyên về mảng đất nền hoặc là nhà riêng giống như Quang chẳng hạn vậy, đất nền khu dân cư với nhà riêng như Quang vậy, thì chuyển qua một cái sản phẩm nó rất là khác biệt của Vingroup hoặc là sản phẩm nghỉ dưỡng chẳng hạn vậy, thì nó sẽ không có đi theo con đường mình mà mình muốn. Nếu mình muốn đi theo con đường nó lâu dài thì nó sẽ bị khác đi, cái đó cũng là một cái hạn chế. Nhưng mà được cái mặt này mất mặt kia thôi, cái đó chuyện mình phải chấp nhận. Một cái trường hợp thứ năm đó các bạn, đó là nếu mà dân môi giới, đặc biệt là như mình biết là nhiều văn phòng công ty mà làm việc hoặc là những cá nhân mà làm môi giới theo kiểu nhỏ lẻ đơn chiếc hoặc là một hai người các bạn, trong cái lúc mà thị trường mà đi xuống hoặc là thị trường đi ngang đi chậm đủ thứ thì thường thường chúng ta sẽ nhiều người sẽ dễ bị theo kiểu là làm việc nó không có cái guồng, nó không có cái guồng, nó không có cái động lực, nó không có một cái môi trường để mà thôi thúc để mà làm việc. Cái trường hợp này là coi như là cái trường hợp thứ năm, là các bạn có thể là qua một cái công ty có nguyên một cái tổ chức lớn, có đông người để làm, thì các bạn dễ nó khác với lại cái môi trường mà các bạn làm đơn chiếc hoặc cái văn phòng nhỏ lẻ công ty đơn chiếc các bạn làm trước đây, là các bạn qua một cái công ty đông nhân sự làm thì các bạn dễ có một cái gọi là giống như là nó thành một cái guồng làm việc như vậy, mọi người phải làm việc nó thành một cái môi trường như thế, rồi mọi người đua nhau làm, mình cũng làm giống như đua theo như thế, thì nó có cái môi trường để làm, nó cuốn chúng ta theo công việc hơn, chúng ta ít có bị sao nhãng công việc này nọ hơn. Các bạn nào ở trong những hoàn cảnh này sẽ biết, nếu mà không hăng say, không máu me với nghề đó, thì sẽ dễ bị sao nhãng công việc và dễ bị chán nản và không biết phải làm gì trong những lúc mà cái thị trường mà chậm chậm cứ khó. Thì các bạn hãy vào công ty đông người đi, các bạn làm việc đi, các bạn sẽ biết mình sẽ bị cuốn theo và mình sẽ làm việc nhiều hơn, thì có thể nó sẽ có kết quả hơn, nó sẽ đem tới những cái làn gió, những không khí mới mẻ hơn, dẫn đến kết quả mới hơn, chúng ta tránh có bị cái độ ì. Cái trường hợp thứ sáu, nếu mà đôi trong cái điều kiện mà thị trường bất động sản mà nó mua bán chậm, trường hợp này đối với người mà có điều kiện, có tiền, đối với dân môi giới, nhân mua bán bất động sản mà đã có tiền, có điều kiện rồi, thì có thể chuyển sang thành là tập trung cái tiền đó, thay vì là mua đi bán lại liên tục như trước đây, thì có thể là dành tiền ra đầu tư mua nhà trọ hoặc là xây, mua đất xây nhà trọ lên để mà kinh doanh, làm việc cho nó có cái dòng thu nhập, dòng tiền đó mà, dòng tiền, dòng thu nhập nó đều đều về hàng tháng, mặc dù đầu tư thêm số tiền nhưng mà nó nhập về số tiền, nhưng tuy là số tiền nó cũng nhỏ nhưng mà được cái là nó có thu nhập đều đều, kể cả không có không làm gì hết chăng nữa nó cũng đem về cho mình dòng thu nhập, chỉ cần mình bỏ tiền ra thôi thì mình bắt tiền làm việc cho mình thôi. Thì có thể là kinh doanh như nhà trọ, khách sạn, nhà yến, chim yến đó bạn, để lấy tổ yến đó, ví dụ như vậy, thì cái đó cũng là một cách xây kiosk cho thuê, thì chúng ta sẽ có dòng thu nhập đều đều về hàng tháng đó. Ví dụ như một cái nhà yến cũng có thể đem về thu nhập tháng cũng khoảng cỡ tầm 20-30 triệu gì đó, thì người tùy cái quy mô nhà yến của bạn có nhiều hay không, thu hút được chim nhiều hay không chẳng hạn vậy. Nhà trọ tháng thì các bạn cũng có thể được thu nhập được, tùy theo số lượng có thể kiếm được cũng một vài chục triệu gì đó. Dân mua bán bất động sản thì có thể mua nhiều cái dãy nhà trọ như vậy hoặc nhiều cái nhà yến như vậy, thì một tháng cũng có thể kiếm được vài chục triệu cho đến 100 triệu cũng bình thường, tùy theo là cái số vốn mọi người có bao nhiêu, tính ra là con số cũng đang đáng kể đối với nhiều khi có nhiều người không có thu nhập gì cả. Trường hợp thứ bảy, trong trường hợp nếu là công ty bất động sản là những người ở cấp quản lý chẳng hạn vậy, những người chủ hoặc những cấp quản lý, thì người ta có thể nghiên cứu điều chỉnh hoặc là
thay đổi chiến lược kinh doanh chẳng hạn, thay đổi điều chỉnh những cái cơ cấu tổ chức nhân sự bộ máy trong công ty, hoặc có thể cắt giảm hoặc là bổ sung thêm người. Thường thì trong giai đoạn khó khăn hoặc thị trường chậm, bất động sản chậm chẳng hạn, hoặc đóng băng, thường thì mọi người nghĩ tới phương án là cắt giảm nhân sự nhiều hơn các bạn. Nhưng mà chuyên về cái mảng này á, thì mình thấy rằng là nếu như mà công ty của quý vị á, mà không nghĩ ra cái hướng gì để mà làm ăn, một cái ý gì đó làm ăn sáng hơn hoặc là khá hơn, thì nên cắt giảm nhân sự để cho giảm chi phí của công ty hàng tháng. Rồi những bạn nhân viên kinh doanh á, thì nếu mà những bạn nào mà có năng lực yếu quá, lười hay là yếu quá như thế nào đó, thì có thể là cho các bạn ấy nghỉ hoặc chuyển sang cộng tác viên không lương đồ chẳng hạn. Như vậy chuyện đó là chuyện cạnh tranh, chuyện đó là cái chuyện mà đào thải khắc nghiệt trong môi trường bất động sản thôi các bạn. Ở ngành nghề nào cũng vậy thôi chứ không riêng gì bất động sản. Thì lúc mà bán hàng mà thị trường mà sôi động sốt thì những bạn mà có năng lực yếu kém có thể công ty vẫn giữ lại, tại vì nhiều khi lúc đó khách, các bạn đó vẫn bán được hàng do là khách dễ mua quá thôi. Chứ còn lúc mà thị trường chậm, các bạn ấy không bán được, mà không bán được trong thời gian dài, công ty buộc phải chia tay với các bạn. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp công ty mà có những cái hướng làm ăn kinh doanh nào đó các bạn, tuy là thị trường khó khăn nhưng mà lại có nghĩ ra những cái hướng làm ăn nào đó hoặc những cái ý tưởng kinh doanh nào đó, thì có khi công ty lại cần tuyển thêm người các bạn. Chứ không phải là cứ nghĩ đừng lui là cắt giảm thôi, lui đâu mà. Nếu mà các bạn nghĩ ra cái cách nào đó để kinh doanh, cái hướng nào đó, thì vẫn có thể tuyển người. Mà thậm chí có thể tuyển là, ví dụ như là bộ phận marketing có kiến thức hơn, có kinh nghiệm hơn, sáng tạo hơn chẳng hạn vậy. Để giúp các bạn, ví dụ như thời kỳ khó khăn các bạn kiếm khách hàng khó khăn, thì phải tìm tới cái bộ phận về cố vấn về bán hàng, bộ phận cố vấn về, những người cố vấn về kiếm khách hàng, những người cố vấn về marketing, bộ phận marketing gì đó chẳng hạn, tùy theo mức độ công ty. Các bạn muốn kiếm khách hàng, các bạn không kiếm những người giỏi chuyên về những cái mảng đó, các bạn không nghĩ ra cách đâu có nghĩa là cả thế giới không nghĩ ra cách đâu các bạn, chẳng hạn vậy. Rồi nghĩ ra những cái hướng ý tưởng kinh doanh nào đó, nếu các bạn không nghĩ ra, các vị quản lý hoặc những người chủ không nghĩ ra, thì có thể tuyển hoặc là đi nhờ những cái người trả tiền, hoặc là thuê những người cố vấn về để mà cố vấn cái đường hướng kinh doanh cho, có thể là một người cố vấn chung chung nào đó, hoặc là một cái người cố vấn chuyên về mảng bất động sản chẳng hạn. Vậy thì người ta có thể cố vấn cho các bạn, cố vấn mảng bất động sản cùng mảng sản phẩm như các bạn đang làm, hoặc mảng sản phẩm khác cũng được. Người ta có thể trao đổi với các bạn và có thể là hai bên tìm ra được một cái hướng hay nào đó đó, rồi cùng như thế mà làm. Hoặc là thậm chí có thể tuyển hẳn một cái người cố vấn nó về để mà làm cùng với mình luôn. Cái đó không phải gọi là tuyển mà là mời về làm cùng, cùng hợp tác, cùng kiếm tiền, cùng kinh doanh chẳng hạn như vậy. Đó là cái gọi là cái hướng gọi là bàn vô để mà tiến lên đó các bạn. Cái trường hợp này dành cho công ty bất động sản. Còn chứ còn lúc bình thường á, là bất động sản sốt, kinh doanh dễ quá cho nên không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, không cần phải sáng tạo hay là như thế nào gì nhiều cả. Ừ, chỉ cần biết sơ sơ là nhảy ra làm được thôi. Thì nhưng mà lúc khó khăn thì mới biết làm sao nhé các bạn. Trong trường hợp ở công ty này các bạn, thì ví dụ như ngoài nghiên cứu lại cái những cái chiến thuật, những cái chiến lược kinh doanh, rồi những có thể tìm người cố vấn, rồi ngoài ra là chúng ta có thể là chẳng hạn như là sản phẩm chẳng hạn vậy. Sản phẩm thì có thể là tình hình thị trường khác đi rất nhiều. Ví dụ vậy thì chúng ta có thể là hồi trước giờ chúng ta làm cái mảng sản phẩm đó, hoặc là cái dòng sản phẩm đó, hoặc là chúng ta đang làm cái sản phẩm này, mà cái sản phẩm này chúng ta đang môi giới bán cái sản phẩm này, mà công ty chúng ta, mà cái sản phẩm đó nó có những cái hạn chế như thế nào đó, thì sản phẩm nào cũng có những cái ưu nhược điểm của nó thôi quý vị và các bạn. Nhưng mà có những cái sản phẩm này nó hạn chế mà trong cái điều kiện thị trường này không bán được, thì có thể chúng ta sẽ công ty nghiên cứu chuyển qua đánh một cái sản phẩm khác chẳng hạn vậy. Ví dụ như sản phẩm cao cấp biệt thự nhiều tỷ, mấy chục tỷ nhiều quá, có thể là bây giờ kén khách, ít khách quá, ít có cái dòng tiền để mà đầu tư cái đó chẳng hạn vậy, thì chúng ta có thể nghiên cứu qua dòng sản phẩm khác ít giá trị tiền ít hơn, ví dụ như 1-2 tỷ hoặc là mấy trăm triệu gì đó chẳng hạn vậy, mà chúng ta nghĩ là có thể phù hợp với công ty của chúng ta, thì chúng ta đánh sản phẩm đó. Có thể nghiên cứu những phương án như thế, nhưng mà thật ra cái này mình cũng gợi ý vậy thôi, chứ những người mà ở cái mức độ mà những công ty lớn rồi thì người ta giỏi hơn quan nhiều, người ta cũng có thể nghĩ được chuyện này chuyện kia các quý vị các bạn.
cái trường hợp thứ 8, cái hướng đi thứ 8 dành cho dân môi giới bất động sản khi thị trường chậm đó các bạn. Cái trường hợp này đối với dành cho người môi giới bất động sản hoặc nhân viên môi giới bán hàng hoặc các bạn làm môi giới riêng lẻ chẳng hạn. Trong cái giai đoạn khó khăn các bạn phải nỗ lực lên, siêng năng lên, chịu khó làm nhiều lên. Ví dụ trước đây khách hàng có dễ quá, các bạn khách hàng tìm tới mình đầy đường hay là như thế nào đó, thì lúc khó khăn các bạn phải làm sao đó, phải suy nghĩ cách tìm kiếm khách hàng bằng mọi cái đường hướng nào đó, quảng cáo hay là siêng năng đăng tin hay là tờ rơi hay là vân vân gì đó các thứ. Các bạn có thể nghĩ ra vân vân, cái này thì nó sẽ có thể là một chia sẻ trong cái video mà mình sẽ chia sẻ vào cái video về tìm kiếm khách hàng, một cái vài cái video riêng như vậy, vài cái video về cái chuỗi tìm kiếm khách hàng để chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà ý mình muốn nói đây là cái trường hợp thứ 8 này, nếu mà những bạn nào vẫn là nhân viên bất động sản hoặc nhân viên môi giới thôi, không phải là người chủ quản lý hay là không phải những người có tiền để mà đầu tư làm nhà trọ, kiosk hay nhà yến cho thuê, hay kiosk cho thuê hay là nhà yến để lấy dòng thu nhập gì cả, mà các bạn chỉ có công sức và cái đầu thôi, thì các bạn phải làm nỗ lực siêng lên bằng cái công sức của mình. Đầu óc phải, các bạn phải tận dụng, suy nghĩ sáng tạo nhiều lên. Con người chúng ta có đâu rất là nhiều tỷ tế bào thần kinh mà mình không nhớ nữa, mà mình nghe ở trên báo đài với trong sách nói là con người chúng ta chỉ sử dụng đâu đó khoảng có vài phần trăm cái khả năng năng lực của cái thần kinh, cái bộ não của chúng ta. Chúng ta sử dụng quá ít cái khả năng lực của cái đầu của chúng ta. Các bạn suy nghĩ nhiều lên, sáng tạo lên. Những ví dụ như sản phẩm, ví dụ các bạn làm môi giới riêng lẻ bên ngoài chẳng hạn vậy, các bạn có thể chuyển qua làm môi giới cái khác. Ví dụ như trước đây môi giới nhà phố nhiều tiền quá, nhiều tỷ quá, bây giờ thị trường khó thì thường người ta sẽ có xu hướng mua bán những cái sản phẩm thấp hơn, xuống thành những cái nhà cấp 4 khoảng tầm tỷ, 2 tỷ hoặc là 800-900 triệu gì đó thôi chẳng hạn vậy. Cái đó là cách thay đổi sản phẩm, hoặc là cách thay đổi về sáng tạo về những cái cách mà tìm kiếm khách hàng, như là web hay là Facebook hay là video marketing chẳng hạn như vậy, vân vân. Chứ không phải các bạn cứ ngồi đăng tin hoài và cứ sell phone hoài như vậy, ví dụ như vậy vân vân. Rồi còn rất là nhiều cái cách để mà tiếp cận khách hàng khác nữa, thì cái đó là các bạn phải suy nghĩ sáng tạo và phải học hỏi nhiều lên. Như vậy thì các bạn mới phát triển con người mình lên được, vừa vượt qua được trong giai đoạn khó khăn, các bạn đảm bảo luôn sẽ vẫn kiếm được khách hàng được bình thường. Còn về sản phẩm, thật ra khi thị trường chậm các bạn, nhưng mà cả thị trường bất động sản có rất nhiều dòng sản phẩm, rất nhiều loại sản phẩm từ phân khúc khác nhau. Cái thị trường có chậm đi chăng nữa là chậm tình hình chung các bạn, nhưng mà kiểu gì trong nghĩa thì trong một cái ngách sản phẩm nào đó cũng có nhu cầu các bạn. Ví dụ như kiểu gì cũng có là nhu cầu phòng trọ, người ta con người mà sống làm việc làm ăn vẫn cứ phát triển tồn tại cái vận động trong cái xã hội này, thì người vẫn cứ sinh ra, vẫn cứ nhập cư, vẫn cứ đi luân chuyển khắp nơi, người ta vẫn có nhu cầu mua nhà mua đất đó. Thị trường bất động sản có thể đi ngang, có thể chậm, nhưng mà những thị trường khác đâu có chậm đâu, người ta làm vẫn có tiền mà người ta chưa có đất ở cái chỗ mà người ta sinh sống đó, thì người ta vẫn mua đất và mua nhà vân vân. Nếu giá cao quá thì người ta mua căn hộ chung cư, căn hộ cao cấp mua không nổi thì mua căn hộ bình dân, luôn luôn có nhu cầu tồn tại các bạn. Có nhiều người người ta lại mua bán đầu tư nhà trọ, thì các bạn làm môi giới nhà trọ chẳng hạn vậy đó. Mua bán đất giá rẻ đó. Đất ở những cái, ví dụ như các bạn trước đây làm ở cái chỗ mà đất đai quá vắng, thì có khi bây giờ khách có thể là họ im quá, họ sợ thì họ có thể là tìm tới cái khu mà đất đông, đông mà đông quá thì mắc quá, thì cái chỗ mà đất đông hơi vừa vừa thôi để vừa số tiền mua thì thanh khoản vẫn tốt. Mình nói ví dụ như ở Mỹ Phước đây nè, khu đô thị Mỹ Phước Bình Dương, mà thị trường bây giờ rất nhiều nơi là đang rất là chậm, mà gần như không có khách luôn, mấy tháng trời luôn, nhiều bạn sale có làm nhiều tháng trời không có bán được và thậm chí không có khách luôn. Nhưng mà ở thị trường Mỹ Phước này mọi người vẫn, nhiều người là tập trung làm thì vẫn mua bán được bình thường, mà tức là tập trung đầu óc và tiền bạc làm thì vẫn mua bán được bình thường thôi. Đó, Mỹ Phước Bình Dương các bạn có thể xem trên mạng hoặc đi tới thực tế để mà coi. Có những bạn ở những thị trường khác như Phú Quốc, Đà Nẵng là bây giờ là đang rất khó, không có khách nào luôn, giá xuống 500-700 triệu một lô luôn, từ 3 tỷ xuống còn có 2 tỷ 2 tỷ mốt là bình thường luôn. Thì mà có những bạn về Mỹ Phước đây làm vẫn mua bán được, mặc dù ở những chỗ đó nhiều tháng trời không bán được, thì cái đó cũng là một cách để các bạn thay đổi cái thị trường, cái sự sản phẩm chẳng hạn như vậy. Còn siêng năng thì làm cái gì cũng cần phải siêng, các bạn siêng là một cái cơ bản để có kết quả. Còn nhiều người làm lúc thị trường khó khăn hay công việc khó khăn, ở những ngành nghề khác cũng vậy, lúc công việc khó khăn mà cứ lười biếng, cứ bảo là than trời than đất, ơi giờ tôi không làm gì được hết, trong khi làm biếng thì làm được con số không thôi, đúng không?
Thôi thì cái video này mình chia sẻ như vậy thôi nha. Quý vị và các bạn nếu mà có thấy nó hữu ích hoặc là có những ý kiến gì đó thì có thể là comment bên dưới cho Quang, ở comment ở Facebook hoặc là kênh YouTube của Quang chẳng hạn vậy, kênh YouTube Ý tưởng Quang hoặc là Facebook Ý tưởng Quang chẳng hạn vậy. Có thể nếu mà thấy nó hay hữu ích đối với bạn hoặc là người thân của bạn đó, thì có thể cho Quang một like, share hoặc comment động viên nào đó. Sắp tới mình sẽ chia sẻ những video về tìm kiếm khách hàng, và cái video tiếp theo của mình là sẽ nói về những cái cơ hội của người làm môi giới bất động sản, người làm bất động sản trong cái lúc mà thị trường chậm bạn, nó có những cơ hội của nó. Đón xem video tiếp theo nhé. Quang chào tạm biệt mọi người.